Thế xin chào quý cô chú chị cùng toàn thể các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn đến hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại Việt đang ở trên tuyến phố Ngô Sĩ Liên và trước màn hình quý cô chú chị và các bạn là những hình ảnh đường vào chợ Ngô Sĩ Liên. Bây giờ là 16 giờ 30 chiều ngày 19 tháng 4 năm 2022, quý cô chú chị và các bạn. Từ đầu giờ trưa đến chiều nay, bây giờ thì thủ đô Hà Nội nắng rất to. Như quý vị và các bạn, bầu trời mây trắng rất đẹp. Mời quý cô chú chị và các bạn đi một vòng để cảm nhận cuộc sống thủ đô Hà Nội vào buổi chiều ngày 19 tháng 4. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán cũng đã chuẩn bị rồi. Quý cô chú anh chị và các bạn đi một vòng ra tới tuyến phố Hai Bà Trưng theo một lời đề nghị của một quý vị gửi tới những hình ảnh tại tuyến phố Hai Bà Trưng. Hình ảnh rất nhộn nhịp, các cửa hàng bán đồ ăn chiều. Món thịt xiên nướng, Việt đang ở ngã ba Nguyễn Như Đổ và Ngô Sĩ Liên. Tôi sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn sang tuyến phố Nguyễn Như Đổ. Chúc mừng quý cô chú anh chị và các bạn là đường vào chợ Ngô Sĩ Liên nằm ở bên tuyến phố Nguyễn Như Đổ, ngay bên cổng vào chợ là một cửa hàng chuyên bán các món nướng, lợn sữa quay, vịt quay. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt, cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Quý vị nhấn vào chuông và quý cô chú anh chị và các bạn bấm rung chuông. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Trước màn hình quý vị và các bạn là một cửa hàng bia đường sắt, đó là Canteen. Mùa hè tới rồi, những cốc bia thơm ngon phục vụ quý cô chú anh chị và các bạn khi tới với thủ đô Hà Nội cũng như là phục vụ người dân Hà Nội. Việt đang ở trên tuyến phố Trần Quý Cáp, quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là trước màn hình quý vị và các bạn là ga Trần Quý Cáp. Việt thấy không có khách. Bình thường những ngày chưa dịch thì thỉnh thoảng Việt thấy các du khách nước ngoài hay tới đây để đi lên các tỉnh Tây Bắc như là đi lên Sapa. Ở bên này tuyến phố Trần Quý Cáp chuyên kinh doanh buôn bán đồ điện sửa chữa. Đây là những bình nước nóng các cô chú đang là sửa chữa, quý vị và các bạn. Và trước màn hình quý vị và các bạn
là ngõ Ngô Sĩ Liên. Những hình ảnh nhộn nhịp. Mời quý cô chú anh chị và các bạn đi sang tuyến phố Nguyễn Khuyến. Việt đang ở ngã ba Nguyễn Khuyến và Trần Quý Cáp. Các cửa hàng kinh doanh ở trên tuyến phố Nguyễn Khuyến vừa thấy cũng bị ảnh hưởng. Còn rất nhiều các cửa hàng chưa có người kinh doanh. Anh ơi, dây anh ơi. Bên này là hàng loạt các cửa hàng kinh doanh buôn bán đồ điện. Đoạn này trên tuyến phố Nguyễn Khuyến được đi 2 chiều. Quý cô chú anh chị và các bạn. Đấy, chỉ cấm ô tô đi chiều ngược lại. Ngay ở chỗ đường ray thì mình thấy có chị bán khoai cũng như là bán các củ. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, là ngã năm Nguyễn Khuyến cũng như là cửa Nam. Quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn thấy bầu trời rất đẹp. Cạnh cả từ của các cửa hàng bán bật lửa, phụ kiện xì gà. Và ngay góc ngã tư là một anh bán dừa Bến Tre. Quý vị và các bạn, mời quý cô chú chị và các bạn đi sang tuyến phố Hai Bà Trưng. Ngay đầu phố Hai Bà Trưng là những cửa hàng bán hoa tươi, những bó hoa tươi rất đẹp. Ở đoạn này thì mình thấy tất cả các cửa hàng đã mở cửa phục vụ quý cô chú anh chị và các bạn. Thấy ở đây có nhiều cửa hàng hoa tươi, quý vị và các bạn. Bên đường thì có căn nhà thiết kế rất lạ. Đoạn này thì các cửa hàng chuyên kinh doanh buôn bán nốt xe, quý cô chú anh chị và các bạn. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là chùa Thiên Phúc. Ngôi chùa nằm ở trên tuyến phố Hai Bà Trưng.
cửa hàng kinh doanh lốp xe thì Việt thấy nhộn nhịp, đắt hàng quý vị và các bạn. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Phan Bội Châu và phố Hai Bà Trưng. Những hình ảnh ở trên tuyến phố Phan Bội Châu. Qua ngã tư Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, các cửa hàng kinh doanh buôn bán rượu, các loại rượu nhẹ có, mạnh có, quý vị và các bạn. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Thợ Nhuộm và phố Hai Bà Trưng. Ở đây về thấy có nhiều cửa hàng chưa có người thuê. Dành một bán cà phê buổi chiều thì bên đây cũng vắng khách. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư phố Quán Sứ và Hai Bà Trưng. Đây là phố Quán Sứ quý vị và các bạn. Ngay góc ngã tư và bệnh viện ca đang được xây dựng. Việt đang ở ngã ba phố Hai Bà Trưng và phố Hỏa Lò, quý cô chú anh chị và các bạn. Ngay góc ngã ba là những hình ảnh, những bát rào rất đẹp để các bạn trẻ thể hiện mình trước ống kính. Mời quý cô chú anh chị và các bạn đi tiếp. Trên tuyến phố
Bà Trưng. Và có một tuyến phố nhỏ, tuyến phố 19 tháng 12, tuyến phố chuyên kinh doanh buôn bán sách quý vị và các bạn. Tôi thấy lác đác cũng có một số bạn trẻ tới để mua sách. Các siêu mẫu, các hot kit. Với rất nhiều những bộ siêu tập thời trang, váy ngắn, quần thì siêu ngắn quý vị và các bạn. Đoạn này trên tuyến phố Hai Bà Trưng, việc thấy quý cô chú anh chị và các bạn kinh doanh đồ điện tử. So với ngày xưa thì cách đây hơn 10 năm thì việc đấy không nhộn nhịp bằng. Trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Quang Trung và Hai Bà Trưng. À, trước màn hình quý cô chú chị và các bạn là ngã tư phố Bà Triệu và phố Hai Bà Trưng. Hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Hàng Bài và tuyến phố Hai Bà Trưng. Tuyến phố Hàng Bài rất đông đúc nhộn nhịp quý vị và các bạn. Này trên tuyến phố Hai Bà Trưng, việc thấy các cửa hàng kinh doanh buôn bán mở cửa gần hết, lác đác thỉnh thoảng mới có một cửa hàng chưa có người thuê.
Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư phố Ngô Quyền và Hai Bà Trưng. Rất đẹp quý vị và các bạn, ánh nắng xuyên qua các tán cây rọi vào những tòa nhà. Và trước màn hình quý vị và các bạn là trường tiểu học Quang Trung, rất nhộn nhịp các anh chị tới đón các cháu đi học về. Đối diện trường tiểu học là trường trung học phổ thông Trần Phú Hoàn Kiếm. Môi trường rất đẹp. Trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư phố Phan Chu Trinh và phố Hai Bà Trưng. Rất cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã cùng Việt đi một vòng từ chợ Ngô Sĩ Niên sang phố Hai Bà Trưng. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn tươi trẻ và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của Việt. Việt đã tới ngã tư Hai Bà Trưng và Lê Thánh Tông rồi. Quý cô chú anh chị và các bạn. Ánh nắng vẫn chói chang.